Tử vi tuổi Tân Mão 1975 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không được yên. Chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của tuổi Ất Mão. Những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh đại khế thủy, thường có tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của họ là thiếu nguyên tắc, sẽ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Họ tâm niệm mọi chuyện tùy duyên. Cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định, an nhàn, theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến. Chính tính cách là nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của người tuổi Ất Mão. Khi tinh thần sa sút thì khó tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm. Cho nên bản mệnh cần điều chỉnh cảm xúc của bản thân, khống chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Dự báo trong tháng 4 này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là với những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Ất Mão trong tháng này khá ổn định, nhất là trong những thời điểm quý gia chủ vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ nhận được phần thưởng. Quý âm thủy gặp Mão âm mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc, thêm phần hành thông rộng mở, thì những người tuổi Ất Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Ất Mão trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Những gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng 4 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng này
Con đường sự nghiệp trong tháng tư âm lịch của tuổi Ân Mão không được sáng rõ. Bản mệnh dù cố gắng hết sức mình, nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, linh hoạt trong cách giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, dù dành nhiều thời gian cho công việc, bản mệnh cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn. Đường công danh, sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng như sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý được tình hình trước mắt. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hận không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ân Mão nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trợ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Trong tháng tư âm lịch, việc kiếm tiền của những gia chủ tuổi Ân Mão không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho bản mệnh căng thẳng và khó có thể tập trung, sẽ mắc sai lầm để tuần mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền, hào của sau mắc phải nhiều sai sót và bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Cho nên bản mệnh cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. May mắn trong thời điểm này với một số người Ân Mão cũng là cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ chưa đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường tương lai ở phía trước. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhân lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lại bất cập hại. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Ân Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Trong tháng tư âm lịch, những gia chủ tuổi Ân Mão cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn và hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm của đôi bên. Bởi thời điểm này là lúc mà tuổi Ân Mão sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bản mệnh phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Bản mệnh lại quá mải mê với chuyện công danh, sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên mất mọi chuyện xung quanh. Bản mệnh có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống. Để tăng cường vận khí giúp con đường tình duyên được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Ân Mão nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng, cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Ân Mão trong tháng tư âm lịch không được tốt. Do sự nghiệp gặp trở ngại nên bản mệnh phải lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Có những lúc bản mệnh còn cảm thấy rơi vào bế tắc, cho nên bản mệnh hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra các quyết định đúng đắn. Hơn nữa, trong thời điểm này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức
để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hoán giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Ất Mão có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4, kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là trường lưu thủy. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại sần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý đến các ngày. Đầu tiên ngày âm lịch mùng 2 tháng 4, tức ngày 13 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Tân Dậu. Thứ hai ngày âm lịch 14 tháng 4, tức ngày 25 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Quý Dậu. Thứ ba ngày âm lịch 26 tháng 4, tức ngày 6 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Ất Dậu. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải chú ý hết sức. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 3 tháng 4, tức ngày 14 tháng 5 dương lịch, nạp sát, mậu tuất, nạp âm, bình điện mậu. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 3, tức ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch, nạp sát, canh tuất, nạp âm, thoa xuyến kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Ất Mão trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ chương trình của chúng tôi. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra góp ý, đóng góp giúp chương trình của chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn để chúng tôi có thể đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi ủng hộ chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.